Bữa nay gặp nhân tài nha anh em. Thử sức như cái nắp bia, lấy cái nắp bia khác quá. Nắp bia khác giọt bỏ vô cho anh em ta xem, ta theo dõi đây. Lấy nắp bia khác. Đây, bây giờ là một cái nắp bia bỏ vô trong một cái chai bia. Nhưng mà hỏi thử ai lấy ra được. Nhưng mà không có ai lấy ra được hết. Giờ mình để quay clip mình cho anh em xem cách lấy cái nắp bia bằng tờ giấy 10.000. Không ra nha anh em. Đây, lắc không ra nha. Có lấy thử không ra nha. Nhưng mà có cái mẹo. Chưa chắc ăn, chắc chiến này thua cuộc rồi. Trong nhậu này cũng bự nha, dê rồi thịt trâu đồ này kia rồi nha, căng rồi đó. Ừ, căng lắm anh em ơi. Phan để coi thử đây, anh ta lấy cái tờ tiền anh ta xếp như cái quặng vậy đó, làm sao mà bỏ vô trong rồi được văng ra đây. Ok ok, nhưng mà cái sức là ghi hết ra hay sao? Phải ghi mạnh nó mới ghi mạnh mới ra, làm như cái quặng á. Ghi cho nó lọt cái giật mạnh nó mới ra. Bia nó lọt vô tờ tiền rồi mình mới ghi cái được. Vậy là cái này là anh này đã thua cột rồi, thôi kệ anh, giờ mình phải gác cho nhiệt tình với anh. Phải giật mạnh. Cũng như vừa chỉ chứ không cá độ gì mấy. Còn nguyên không? Đâu có gách không? Đâu? Khoan, để lấy nét. Ok con tay này cho nó đầy cha. Hai cái đầy cha. Tao mới thử á. Tao thử cách á. Lâu quá mình mới thử tích tao. Tao nhúng cái mẻ. Cho đây 10 ngàn đây kìa. Lắc nước coi, ổn chưa? Cho nó vô chặt rồi, giúp một phát quyết định giúp cũng như là giúp một cái quyết định. Chị bỏ rồi có 1 triệu bạc là học hỏi thôi chứ không cá độ. Nó đây cũng nhân tài mà cũng tìm cách chơi như đủ món hết mà thua cái anh kia anh chút. Anh này anh xếp nhìn như cái tờ tiền nó quá dài, chắc hiêu quá rồi anh em ơi. Tiền mà phải như cái quần kem mới được. Chưa chắc ăn. Chầu này bạn thua bạn ơi. Thấy tờ tiền ship dài quá. Hình như là cái tờ tiền nó bỏ trống luôn, không có lấy ra được luôn chứ không chỉ mà rút nắp bia. Cũng không phải dễ ăn đâu nha, ăn thua cái kỹ năng và sắp xếp tiền cho nó đúng cái quy cách là nó cho cái nắp bia nó lọt vô mới rút nó ra. Đơn giản chỉ nè, cái bia cầm gì á, tay không nè, đó nè tay không nè, mà đưa từ bên đây sang qua lưng là cui được nắp bia, cui được nắp vậy mấy là gọi là tài. Đó nè, đó tao đưa từ bên đây sang qua đây là tao cui được nắp bia, tay không. Hả? Này phải thử á. Trời đất ơi. Không, tay không đâu. Chuyện lạ. Không. Gặp nhân tài rồi. Đưa anh kia là nó bia nó đã cui rồi. Tay không đâu chứ cầm gì đâu. Đù quá ghê tởm. Đúng không? Cái tay không mà đâu có cầm gì đâu. Anh này chắc có thể cho anh đi anh đi học chắc còn hơn 30 phá nữa anh mới ghi được cái nắp bia này ra được. Hiện giờ cái nắp bia đang nằm ở trong cái chai bia, nhưng mà cái tờ tiền á làm sao bằng mỗi cách rút
ra được cái nắp bia. Cứ cầm chai bia về đưa qua đây là xong đó. Mày bật vào quán luôn thấy không? Hả? Ý là thử nó thấy không? Cầm tay sau. Đó, ghê ta. Là chai bia đã xong. Và kết thúc chương trình. Về để thử. Hai giờ. Mẹ ăn trâu đi chứ đùn mẹ.